chào mọi người, hiện tại thì mình đang có mặt ở quận 8. Thì hôm nay cái người phụ nữ này sẽ kể về cho mình nghe một cái câu chuyện tâm linh về một cái ngôi nhà mà giống như là cái ngôi nhà rùng rợn lắm kìa. Nghe nói mà thầy chùa này nọ vô mà còn phải bỏ của chạy lấy người luôn. Thì hôm nay sẽ nghe người phụ nữ này kể lại nha. Là một câu chuyện như vậy nè. Tại quận 8 á, có một cái ngôi nhà đó, một cái chỗ đó là có một cái cặp vợ chồng nhỏ á. Ngày xưa người ta ở đó thì hai vợ chồng á, mới làm ngành hải sản á, thì một người chồng á, là sau này á, là đi chi nhánh ra làm riêng. Thì á, cái cô này á, cổ cũng nghe phong phanh á, là chồng của cổ á, là có quen một cái cô sau này cô nhỏ hơn á, là cặp với nhau vậy đó. Nhưng mà trước khi đó là hai vợ chồng đã có với nhau một đứa con gái rồi, cũng được 5 tuổi rồi. Thì vợ chồng đã đang hạnh phúc mà cái cô kia nhào vô quen vậy đó. Thì không ngờ trong cái thời gian mà đang lui tới quen vậy, nhưng mà cô này cổ đã có thai đứa thứ hai. Thì khi mà đứa có một đứa thứ hai đó, thì cái cô này cổ mới đi khám thai ra thì người ta cho hay là một bé trai. Nhưng mà cổ tính là về á, là ghé ngang cái công ty của chồng cổ á, là giống như là kể cho chồng mình mừng. Tại vì 5 năm rồi bây giờ mới có thêm một đứa nữa. Mà ai ngờ đâu khi mà đi tới cái công ty của chồng cổ làm á, thì người ta nói là hôm nay á, là không có hàng, người ta cho về rồi. Thì khi mà về rồi á, thì cái cô này cổ dòng chỉ về nhà má chồng cổ á. Cổ nói là ảnh đi về rồi mà sao con không có thấy ảnh nữa. Con đi kiếm vòng vòng tính nói với ảnh nghe là con đã có thai rồi mà đứa con trai đó. Thì cô này cô cũng buồn lắm mà cô cũng nghĩ tùm lum hết trơn á, trong đầu chắc cũng nghĩ là chắc cô này cô chồng cổ đi chơi với cái người sau này rồi, cho nên cổ buồn, cổ nghĩ quẩn tùm lum á. Cổ về nhà thì cổ mới suy nghĩ hoài à, cổ mới nói với ba cổ là thôi giờ ba đút cơm cho con ăn đi, rồi con đi làm móng tay móng chân chút con về. Thì tự nhiên cổ làm móng tay móng chân rồi cắt tóc đồ đẹp lên, chân diện cho mình đẹp lên, xong rồi mặc một bộ đồ mới vô. Thì ba của cổ mới hỏi ủa sau này con đi đâu mà con diện quá vậy. Thì cổ mới nói đâu có đâu, tại vì con thích làm vậy á ba ơi. Thì ba cũng nói thôi vậy ba đi về nhà ba nha. Thì đi qua ra một khúc vậy đó, thì ổng bỏ quên một cái gói thuốc hút. Cái ổng mới vòng về ổng lấy. Thì trong cái thời gian vòng vô á, thì cái cô này cô hết hồn, cô giật mình, cô nói ba vô làm chi vậy ba. Thì thấy cô này cô nhét dội cái miếng giấy xuống cái giường á, thì ba cô hỏi vậy, nói ba đâu vô lấy gói thuốc thôi, mày làm gì mày giật mình vậy. Thì nói vậy thôi, thì ổng cũng đi ra, ổng đi vòng chỉ về nhà bình thường. Thì khi tới 7 giờ tối á, chắc cái cô này có lẽ cô đợi chồng cô đúng tới 7 giờ tối. Khi mà người chồng á, về á, thì cái anh chồng ảnh mới kêu em mở cửa cho anh, mà kêu quá trời luôn, mà cũng không có thấy vợ mình ra mở cửa, tại biết cái cửa ngoài nó không có khóa cửa, mà đèn ở trong nhà thì mở, tất nhiên là vợ đang ở trong nhà, mà kêu hoài không có thấy mở cửa, cho nên làm như cái linh tính của một cái người chồng hay là sao mình không biết. Thì cái người chồng này mới cung cái tay vọng vô cái cửa kính để tông vô bằng cái cửa sổ á. Khi mà vừa vô tới nhà là cái anh này nó quảng lên rồi. Thì anh thấy vợ anh nó treo cái cổ vô cái cọng dây mà chắc có lẽ là mới mất thôi. Tại vừa thì khi mà ổng rờ tới là cái cô này cổ mới còn đi tiểu ra là nước tiểu mới coi như vậy á. Thì cổ ổng mới ra ổng la làng lên, quảng lên rồi la lên, má ơi vợ con mất rồi. Mà nó đã treo cổ rồi, trời chạy lên coi giùm con, chạy lên coi giùm con. Thì lỡ là thật sự là đã chết rồi. Thì coi như là gia đình của người ta là cũng hoang mang, chết rồi gặp, giống như người ta không ngờ mới thấy đó mà đã chết rồi. Thì giống như là cũng hờn trách đồ tùm lum. Rồi khi mà mai táng á, thì cái cô này người ta cũng không có ngờ đâu. Giống như người ta nghĩ chết nhỏ thì thôi, người ta cũng không ngờ mà đến mức độ như vậy. Ngay cái đêm mà người ta mới vừa liệm cổ á, là người ta ra phía sau người ta đã thấy bóng dáng mờ mờ của cổ rồi, mà người ta cũng không có nghĩ ra, mà chôn cất đồ đàng hoàng xong xuôi rồi cái ngôi mộ của cổ được đem về tới Bến Tre, chôn ở dưới Bến Tre. Thì nghĩ đâu vào đó trơn rồi.
Thì ngày được 21 ngày người ta cúng dường gỗ giống như là thủ tục đồ của những người người mà miền Nam vậy, cũng 21, 49 ngày, 100 ngày vậy đó. Mà người ta cái dân ở bên gần nhà đó, cạnh nhà đó, thấy cổ đêm nào cũng về, đêm nào cũng về, mà nói ít thì quậy ít, mà nói nhiều thì quậy nhiều, coi như là leo lên nóc nhà ca hát cái trển, rồi lên lầu quắt người ta, rồi ta đi ngang qua nhìn vô cái bàn thờ, tại vì cái người trẻ chết mà giống như người ta cũng đi ngang, người ta tò mò, ta nhìn thấy cổ quắt người ta làm ra, trời ơi, bao nhiêu cái chuyện mà coi như là cái xóm nó rùng rợn luôn á. Coi như là họ mà đi bán khuya 1-2 giờ đêm, rồi 4-5 giờ sáng vẫn thấy rất là nhiều người thấy chứ không phải là một người. Cái biết là cha mẹ cổ nói là chết rồi, cái nhà về rồi, người ta sao ông chồng nó dám về được. Cho nên ông chồng á, nói chung cái sức chịu đựng mà giống như sợ hãi quá nhiều rồi. Cuối cùng á là ảnh mới bỏ cái nghề hải sản, ảnh đi lái xe. Mà trong khi đi lái taxi á, thì người chồng nó đang lái nè, cổ cũng chui vô xe luôn, cổ ngồi kế luôn. Cổ nói sao, tôi chết rồi anh khỏe rồi ha, anh an tâm rồi ha. Nhưng mà ổng cũng sợ hãi quá trời cúng, quá trời cúng luôn, mà cũng không có hết, cái dông nó cũng không có hết đi được đâu hết trơn. Sau cuối cùng á, gia đình á mới là hỏi ý lại, mới cho những cái cô mà ni cô ở chùa đó lại ở giống như là một cái am nhỏ vậy đó, cũng thờ mẹ, thờ Phật, thờ đủ thứ đó. Nhưng mà khi mà vô ở á, mà mấy người mà tu hành á, người ta cũng thấy, mấy cô đó người ta vẫn thấy, ta thấy mà thấy kiểu sợ, rất là sợ luôn, về mà cứ nhát người ta mà hả. Ta mới nói một câu nè, đừng có phá phách nữa, để tôi kể chuyện tụng niệm cho nghe, rồi để đi học đạo rồi với người ta, chứ cứ phá phách hoài ai cũng thấy hết trơn á, rồi cũng không có đi học đạo, rồi không có đầu thai được này nọ. Rồi tối đêm đó cái cô mà nói như vậy, cổ lại bị kéo lại chồng cái cổ của vô ngay chỗ mà cái người phụ nữ này chết nè. Nói mày muốn chết giống tao không? Cô này sợ cổ cũng lại đi ra khỏi cái chỗ đó, con ngôi am đó, sống rồi tới người khác, quá sợ rồi biết từ từ á. Những cái người đó người ta nói người ta không thể nào ở đây được nữa trơn á, cho nên khóa cửa lại. Rồi ngày qua ngày á, giống như là người ta thấy giống như cái nơi đó đó quan sơ mà giống như người ta không có dám đi cái ngõ đó luôn á, biết càng ngày càng không dám đi. Mà sau này á, cái nhà đó giống như là không còn một bóng người nào để ở nữa trơn á, là cái chuyện đó là như vậy á. Cái ngôi nhà đó không ai dám ở luôn á. Đó đúng rồi, cái nhà đó không ai dám ở á, mà người ta thấy giống như là giống như người ta đi ngang thôi, giống như người ta tưởng tượng lúc nào cổ cũng là làm thế này thế nọ để cho người ta sợ hãi, người ta không dám ngó vô luôn á. Mà mọi người bán cái chợ gần đó người ta cũng không dám đi ngang cái đoạn đường đó luôn, quá sợ luôn. Cái lá thư cô đó cổ viết lại cái gì? Thì cổ mới kể ra là cổ tính nói với chồng cổ á, là cổ đã có thai 4 tháng rồi, con mình được 5 tuổi rồi, bây giờ em mới có thai, tính nói cho anh nghe là thai này là đứa thai con trai, tại vì em đã đi tới Từ Vũ em khám, tính là báo cho anh biết, nhưng mà tại vì anh đi tới nơi thì người ta nói là anh đã đi về rồi, nhưng mà anh đi đâu thì có lẽ anh đi với người phụ nữ đó, cho nên cô này á, cổ nói là thôi nếu mà anh đã có người khác rồi thì thôi anh cứ an tâm ở với người khác đi, nhưng mà mãi mãi tôi sẽ theo anh, tôi làm cho thế này thế nọ để cho cuộc đời của anh á, tôi đau khổ sao thì anh sẽ đau khổ như vậy. Nhưng mà bây giờ á, là cái câu chuyện này là cũng 32 năm rồi đó, 32 năm đúng rồi. Đó là chuyện là như vậy. Dạ dạ rồi, cảm ơn cô nha.